cưa sắc bén, cực kỳ sắc bén. Chỉ cần cưa, cưa và cưa. Không tốn thời gian, công sức, thao tác đơn giản, cực kỳ dễ sử dụng. Cưa xếp tốp đến từ Đài Loan, trải nghiệm cưa tay nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay. Được gia công tỉ mỉ, chăm chút đến từng đường răng với công nghệ quân sự Thụy Sĩ. Được tinh chế bằng quy trình xử lý nhiệt đặc biệt, chất lượng bền bỉ. Với răng mài có độ cứng cao ở ba mặt của răng cưa, giúp cắt nhanh, mạnh mẽ và không bị kẹt. Răng cưa được thiết kế để ngăn không cho dầm gỗ tích tụ, ảnh hưởng đến hiệu quả cắt và giúp cắt nhanh hơn. Cẩn thận, coi chừng đứt tay à nha. Đặc biệt, điểm vượt trội ở chiếc cưa này hơn hẳn những chiếc cưa gỗ truyền thống nằm ở thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng mang theo. Tay cầm được thiết kế công thái học, được bọc cao su mềm, chống trơn trượt và chống mài mòn, giảm mệt mỏi. Dễ dàng cả phụ nữ và người cao tuổi đều có thể sử dụng, vừa sắc bén, vừa tiện lợi, dễ sử dụng lại còn bền bỉ. Nhà anh chị em nào làm vườn mà không có ngay một em cưa cầm tay này thì quả thật rất là uổng phí luôn. Để sở hữu ngay cho mình em cưa cầm tay chất lượng này, hãy nhanh tay liên hệ với Vườn Sài Gòn qua hotline 0909123409 và 0827997777 hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại 171 Nguyễn Văn Khối, phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh nha.